về nhà ăn Trung Thu. Hôm nay tiện thể làm cái video clip kiểu là review qua khu vực nhà mình, sắp tới sẽ có một số dự án lớn. Đây là ở ngoài nhà mình, khu cảnh ngoài. Các bạn có thể thấy đường rất nhiều cỏ xanh mướt. Và mình giới thiệu ở đây là khu thị trấn Đồng Bùa, nơi gọi là dòng bay phượng cuốn là khắp mọi nơi, nhưng mà địa điểm rất là đẹp, gọi là sông núi nước non rất đẹp. Đấy, đây. Ở đây, đây là chú hàng xóm nhà mình. Quay á. Quay chú á. Đây, đây là cái núi này. Đấy, hồ ở bên mình có núi rất là đẹp luôn, tam đảo. Ba đảo trụ lại ngày xưa là có gọi là quân đánh Trung Quốc các kiểu ấy, tụ họp tất ở đây, xong Việt Nam đánh hạ hết. Là đây, và cái địa điểm chú ý nhất ở chỗ này là khu ngã ba. Các bạn có thể nhìn thấy khu ngã ba đây. Đây là khu ngã ba. Đấy. Mình sau này đây là khu ngã ba. Mình sau này sẽ thiết kế, các bạn nhìn thấy cái đường trung tâm. Mình sẽ thiết kế một con đường tàu siêu tốc đi sang nước bạn Trung Quốc để chơi, thi thoảng đi sang đây để uống cà phê. Và riêng cái khu đường thế này thì mình sẽ thiết kế một đường dành đường tàu sân bay chạy thẳng xuống khu sang bên New York. Và riêng đây, khu cánh đồng này các bạn có thể nhìn thấy đây, mình đi ra đây cho rõ, quay cho rõ. Đây, đây là khu đường là khu cánh đồng ở nhà mình, rất là đẹp luôn, bát ngát, chim cỏ bay khắp nơi. Riêng kiểu là động thực vật ở đây rất là phong phú, ao hồ rất là đẹp. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Thì riêng ở khu đồng này mình sau này sẽ biến nó thành khu tập đoàn sản xuất siêu xe và xịt Superman. Ê thằng kia mà nói phép rồi thôi, tao cho cái dép bây giờ. Đấy, tiếp theo các bạn thấy thì ở đây rất nhiều là địa thế đẹp. Và khu này ngày xưa nhiều vua chúa để ở đây để chọn địa điểm này để khu nghỉ dưỡng. Đấy. Và xin mời các bạn đây là cái khu tâm điểm chính. Rồi, sau này. Đây là đây, trước cửa nhà mình. Đây là khu trước cửa nhà mình, như các bạn thấy là ở đây là gọi là nhìn trên núi rất là đẹp luôn. Bầu trời rất nhiều chim sắp bay trên trời. Và ở đây sau này là mình sẽ mở một văn phòng của tập đoàn chính, chuyên sản xuất thịt Superman và Superke. Ở đây văn phòng có độ cao là 650 tầng. Các bạn có thấy cao không? Ở Việt Nam chắc là top ấy. Đây. Sau đây là đi vào bên trong nhà mình. Ở nhà cũng như vào nhà khác, tường gạch đàng hoàng. Đây là khu nuôi cá nhà mình, rất đẹp. Khu nuôi cá của nhà tí chắc là lớp 4. Rất lâu và phục vụ nhà mình rất là nhiều. Đấy, đổ rất là nhiều công sức. Đây nhà mình. Đây nhà mình với chú Xuyên, toàn gà, còn là gà trọi, siêu trọi ở Mỹ, còn là đánh rất nhiều cuộc, nhưng chú gà mái thôi, nhưng đánh 1.000 trận ở bên giải vô địch thế giới trọi gà. Đây, các bạn này nhìn thấy. Đấy. Nghe không? Thoải mái thôi, kia một chú nữa, đây là kinh.
dịch chuyên đi bắt chuột và những và trong nhà và bắt những tên tội phạm nguy hiểm nhất hành tinh như mafia, buôn ma túy, buôn lậu vũ khí là chơi hết, lập tích rất nhiều. Và ở trong này là khu vườn nhà mình thì các bạn có thể thấy. Nếu ai có nhu cầu mua cây cối cứ liên hệ sẽ được giá gọi là hợp lý. Đây là cây si này chắc tuổi thọ về 6-70 năm rồi, mình lúc đấy chưa sinh ra nữa. Đây có mấy cây gọi là tầm 40 năm ấy. Đây rất cao, cây cao nhất ở nhà mình đây này. Đó, cao hơn mình. Cây này thì mình chắc là cây này chắc phải được 55 rồi. Nhìn gốc rất là bự. Đấy, nhìn các bạn nhìn nào. Rất cao. Đây một cái chuối này rất là đặc biệt, ăn rất là ngon. Có người vào đây chơi đã giả $1,000,000 nhưng chưa bán. Cái chuối này rất là quý. Thôi không chèn gió nữa. Mình sau một tháng về đây, sau 4 tháng về đây cũng suy nghĩ là về công việc tương lai của mình. Thì đầu tiên trong một tháng thì cũng rất nhiều ý tưởng nhưng mà không ăn không ngủ. Đấy, trong vòng một tháng lận ngủ từ 8 giờ tối đến 10 giờ sáng chưa dậy. Đấy, thì hôm nay thôi mình không chém gió gì nữa, thì mình xác định là mình có suy nghĩ kỹ rồi, thì là xác định con đường tương lai của mình là sắp tới mình sẽ làm một kênh chuyên về vlog và làm phim ngắn về nhạc chế. Thì chuyên về nhạc chế thì có phim về hài hước về đời sống và vlog cũng thế, thì mong anh em ủng hộ, like, share, đăng ký. Và mình rất mong là cái sản phẩm của mình sắp tới sẽ được anh em và khán giả trên toàn quốc đón nhận và là món ăn tinh thần giải trí sau những giờ làm việc vất vả. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhé.